Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một xe đạp địa hình Sava Thamele, một dòng xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu của Đức và được sử dụng full hết một bộ chuyển động của Shimano Asia và bánh là cặp bánh là 27.5 inch, rất là đẹp, xe cực kỳ là mới. Về cái màu tông bóng lên về là tông màu đen pha với đỏ, đen pha cả chỉ đỏ, cực kỳ là thể thao mà rất là đẹp. Tổng thể xe thì như các bác thấy trên hình ấy, sơn xi nguyên bản còn cực kỳ là mới, rất là mới. Thiết kế khung hộp rất là cơ bắp và rất là chắc chắn. Đây thì được chạy toàn bộ âm sườn, sơn xi cực kỳ đẹp, chỉ có là những cái vết xước nhỏ do quá trình sử dụng và là xe bãi không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể xe thì còn giữ cái độ mới đó, rất là tốt. Vận chuyển nên là nó có những cái vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Sử dụng bộ đề Asiza, full Asiza với 9 tầng lip. Và trên này là Atut 3 tầng đĩa. Nó sẽ 27 tốc độ khác nhau. Lốp nguyên zin nguyên bản này, đi rất là ít này, các bạn nhìn trên hình. Vân lốp còn tương đối là mới. Máy ôm nguyên zin. Toàn bộ xe là em nhập khẩu về nguyên zin hết tận 100% các bác nhé. Để Atut để trên tay bấm Atut xanh dầu Shimano. Sóc dầu theo xe. Bánh trước cũng 27.5 như zin nguyên bản. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm, thì xe của các bác đi từ khoảng 1m75 đến 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Bộ chuyển động Asiza và đĩa Atut với 9 lít 3 đĩa. Xe có 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất mà xuống nhẹ nhàng. Và xe có giá bán bên em chỉ có là 8.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.